đi ngày này qua ngày kia, kéo đoàn này đi đoàn kia để gì? Tạo hiệu ứng. Tôi live stream rất nhiều người theo, nhưng mà cái gì xem ở nhà. Và vào thẳng khu du lịch Đại Nam, tôi chưa bao giờ rủ ai xuống đường, và tôi chưa bao giờ có một suy nghĩ phản lại tổ quốc mình, quê hương mình. Còn đây này là hiện tượng gì, đúng không? Đây là một hiện tượng nội cấp điện, đúng không? Cái thằng này gọi là thằng cu điện, tôi chửi nó. Tại vì sao? Vì nó mà đất nước mình bị kiện, tôi chửi thẳng mặt nó. Ai làm gì tôi? Ai thích cứ thích, tôi không thích làm gì tôi, đúng không? Nếu mình đúng không, tôi thường nói và tôi nhắc lại cho quý vị rằng có thể quý vị không thích tôi, có thể quý vị không ưa tôi cũng không sao hết, nhưng quý vị phải yêu cái đất nước này, yêu 90 triệu dân này. Chúng ta đang nỗ lực phấn đấu để đi lên, tụi nó tập kết với nhau âm thầm, nhưng mà nó xui một cái là nó kiếm đúng chúng tôi. Nó bỏ ra, nó cố gắng để nó đánh phá, nhưng không ngờ lật mặt. Thứ nhất đó là tôi đã không cùng ý chí. Dạ dạ. Đó, với một cái bà Việt Tân đến đây là tôi là đi theo lệnh của Việt Tân, đề nghị đem thẳng nó khỏi khu du lịch Đại Nam luôn, không ở trong khu mà ra khỏi quốc lộ 13 luôn. Cần mời công an tới làm việc. Quá tuyệt vời. Quý vị thấy chưa? Nứt lùm, cái loại đây là loại nứt lùm đánh phá nè. Tôi nói quý vị nghe, đau lắm. Tại vì sao biết không? Có rất nhiều người hiểu câu chuyện này nha, nhưng mà không đủ lực để nói. Một cái thằng Minh Tuệ, cái tầm của nó, nó làm sao mà các cá nhân ở nước ngoài lại quăng máy quý vị? Đúng không? Không xài điện thoại nè, không tên tuổi nè, mà tại sao quốc tế nó quan tài rộng, và đặc biệt là bên gọi là bên Thiên Chúa Giáo, quý vị thấy có gì sai sai không? Mà Thiên Chúa Giáo thì không bao giờ ca tụng bên Phật giáo, mà lại đi ca tụng bằng Minh Tuệ đưa lên tận mấy xanh. Tôi nói cho tất cả những người không thương tôi không sao, nhưng phải thương đất nước của mình, đúng không? Đừng để cho tụi nó lợi dụng cơ hội đánh phá cho đất nước của mình. Đó là sự thật. Bây giờ tôi nói quý vị nghe nè, riêng cái con Việt Tân nó đến đây là tất cả chửi tôi tan nát y hệt như bệnh vụ Thiền An, đúng không? Cuối cùng bây giờ quý vị thấy không, tôi làm có sai gì không? Tôi đã quốc mà không chượng. Bây giờ riêng cái vụ mà kêu gọi tiền từ thiện này nè, đằng sau nó là rồi ok, cái lòng tin của người dân mình đã tạm ứng niềm tin. Cứ một người 500, 1 triệu mà với cái số mà nó dùng cái tiền đó làm cái gì quý vị? Ủng hộ tụi bay, đúng không? Tụi bay ủng hộ sao kê ra. Quý vị đồng tình với tôi không? Kêu gọi tiền từ thiện im luôn, còn cãi lộn nhau nữa chứ. Đây là qua mặt chính quyền, qua mặt cả nhân dân đó. Cái này là cái bước đầu tiên. Em ruột con Minh Tuệ đã nói như thế này nè quý vị, con mưa clip lên thành lập một tôn giáo. Được chưa? Thấy cái âm mưu của họ bắt đầu được thực hiện không? Tiến hành thành lập tịnh xá kỳ hoàng tại đây, những khu rừng nguyên sinh bát ngàn. Nó sẽ coi như là dẫn đạo cùng một người và thu nhận đệ tử rất nhiều, cả hàng ngàn hàng đệ tử lắm, để tạo thành một đây là kịch bản nha quý vị. Dừng. Có ai nghe anh Thành nói không? Đây là một kịch bản được tạo dựng trước khi ông Minh Tuệ này, thằng cu Tuệ này xuống đường để khất thực tạo ra một có thằng thổi đường nữa kìa. Để mà coi như là đó là suốt luôn đó, đi theo suốt luôn đó. Coi như là không tỉnh táo để nhận diện ra một cái người mà tu mặc áo bảy màu, ôm cái bình nồi, ôm cái nồi cơm điện đi. Tôi nói quý vị á, chúng ta phải nhìn vào chút sự thật. Phải cho ngoại lên tiếng. Mình thương ai, mình làm gì đừng để nguy hại tới đất nước của mình. Đó là cái đó, trách nhiệm của mỗi công dân dành cho đất nước. Mình u mê, mình thần tượng,
nhưng đừng để ảnh hưởng tới đất nước mình. Đó là một người sống có lý tưởng và có lý trí. Cái lương tri của mình không thể cổ vũ những con người. Bây giờ tôi nói cái đơn giản nhất thôi, một người đi tu mà 90 triệu dân bị kiện, ai đàn áp? Ai đàn áp đó? Đây nè, nói xong rồi như là kịch bản nè, mở ý này, quyên góp tiền từ thiện để phục vụ. Và ông Minh Tuệ chưa hề tu nghĩa trang. Nhưng mọi người nghĩ nha, vẫn về công ty. Bây giờ tôi nói một cái đơn giản quý vị nghe nè. Hôm qua nói rằng là thầy không đi khất thực được. Tôi hỏi quý vị, chẳng lẽ cả một công ty không cho ông ăn được một bữa ăn mà phải đi ra ngoài đường, có đúng không quý vị? Có vô lý không? Vô lý quá, vô lý. Chẳng lẽ có một bữa ăn mà cũng không ai cho ăn, biết ơn mình bắt đi ngoài đường để không bao nhiêu ngàn người đứng chờ, đón chờ. Đó là cái gì vậy quý vị? Người bình thường nhất cũng phải nhận ra cái điểm này. Rồi thông báo là chừng nào thầy đi báo sao. Là cái gì vậy quý vị? Chúng ta thương nhưng chúng ta đừng u mê ảnh hưởng đất nước mình. Đó bây giờ đó, 2-3 người cũng là Việt Nam lên đọc kiện cáo Việt Nam là phải làm rõ ra Việt Nam thế này, Việt Nam thế kia. Vậy là mình người Việt Nam mình có thể đau lòng tổn thương khi một thằng bá dơ bá lát ôm cái bình bát thì còn đỡ, ôm cái đồ cơm điện đi bôi bát như vậy đó. Quý vị thấy không, đây là những hình ảnh nó làm tổn thương tới Phật giáo Việt Nam, có đúng không? Và nó đánh phá vào những người gọi là tu tốt có, xấu có. Cái đó chuyện của nước mình, không cần tụi nó, có đúng không? Đằng này nó cố tình nó tạo ra bè phái, tụi nó tôi quất để nó thấy rằng đó. Tao nay tao cũng quất ông Minh Tuệ nè, tao giác là tao có ai mà tôi mà kéo xuống đường cho Minh Tuệ không có gì cả đi. Đi là có thời gian, có địa điểm, có hẹn nhau đàng hoàng, đúng không? Nổi ngày hôm qua tôi dẫn cho quý vị là quốc tâm đại thầy mà mày quay sao đây? Nói nghe nè, lát giải lao, lát giải lao. Trời ơi, có một bữa ăn, không có ăn sao mới không đi được. Thông báo cho mọi người thầy không đi ăn được. Trời ơi, thầy đói, trời hôm nay thầy bị đói. Có gì nghe có mắc cười không? Nhiều người vô bình luận, trời ơi, hôm nay thầy không đi khắp được. Thế thì đâu tao đi cả một công ty thầy. Tại sao chúng ta mê muội đến cái mức mà chẳng lẽ không đi khất thực được? Thầy nói sao? Còn thông báo cho mọi người là bữa khác thầy đi sẽ thông báo sao? Có phải là có đúng không? Tôi thường nói và tôi nhắc lại cho quý vị là có thể quý vị không thích tôi, có thể quý vị không ưa tôi cũng không sao hết. Nhưng quý vị phải yêu cái đất nước này, yêu 90 triệu dân này. Chúng ta đang nỗ lực phấn đấu để đi lên. Tụi nó tập kết với nhau, âm thầm nhận đánh phá. Nhưng mà nó xui một cái là nó kiếm đúng chúng tôi. Nó thao túng tâm lý tôi không được. Bởi vì sao? Tôi đi tù, tôi rất buồn. Thật sự tôi rất buồn mà sáng nay tôi có khóc. Vì tôi rất buồn. Nhưng không có nghĩa đó là tôi quay lưng vậy đất nước. Bởi vì 100 triệu dân này là đồng bào của tôi, đúng không quý vị? Tôi đã đi đúng lương tâm tôi và tụi nó đánh giá sai tôi. Nó thao túng tâm lý người khác được nhưng riêng tôi không thao túng được. Tâm linh thì không đùa được đâu. Luôn luôn bên lỗ tai tôi giặc nội xâm đang tấn công vào đất nước mình. Tôi là một người phụ nữ bình thường, tôi không mê tín gì đoan. Tôi không kêu gọi tiền từ thiện của ai, tôi cũng không vay mượn ai đồng bạc nào. Thế mà trời Phật mới sao giao cho tôi một sứ mệnh. Và quý vị thấy rằng tôi quốc không được khắc nào. Tôi đã không muốn nói rồi. Quốc đi, quốc đi. Bữa nay tôi quốc. Đúng không quý vị? Đúng không? Bây giờ phải làm rõ ra vấn đề tiền từ thiện. Quý vị thấy không? Đằng sau nó đều có kịch bản hết. Không có cái gì mà tự nhiên hết. Đâu có gì nhìn đi sao bao nhiêu hệ lụy từ mất an ninh trật tự mà còn có người chết vì sốc nhiệt nữa. Vậy thì một người đi tu mà nhìn thấy cái hiện tượng đó đó, người ta có đi nữa không quý vị? Có đi nữa không? Không, phải dừng lại. Đi ngày này qua ngày kia, kéo đoàn này đi đoàn kia để gì? Tạo hiệu ứng. Tôi live stream rất nhiều người theo, nhưng mà cái gì xem ở nhà. Và vào thẳng khu du lịch Đại Nam, tôi chưa bao giờ rủ ai xuống đường. Và tôi chưa bao giờ có một suy nghĩ phản lại tổ
tổ quốc mình, quê hương mình. Còn đây là hiện tượng gì? Đúng không? Đây là một hiện tượng nội cấm điện. Đúng không? Cái thằng này gọi là thằng cô điện. Tôi chửi nó. Tại vì sao? Vì nó mà đất nước mình bị kiện. Tôi chửi thẳng mặt nó. Ai làm gì tôi? Ai thích cứ thích, tôi thích làm gì tôi? Đúng không? Nếu mình có cái tự ái dân tộc, đúng không? Mình có cái sĩ diện dân tộc, mình đâu có tha thứ cho cái này được. Ai u mê cứ u mê, riêng tôi là không bao giờ. Tôi tin chắc là những người hiểu biết sẽ hiểu được những gì tôi nói, những gì tôi làm. Và quý vị biết rằng là tôi đã vào câu chuyện này là tôi đã đi vào một con đường rất nguy hiểm. Nó bỏ công sức ra, nó tạo dựng lên bao nhiêu thứ, bây giờ bị bạn đánh phá xẹt luôn. Thì rõ ràng quý vị thấy cái hậu quả này là tôi lãnh đây, chứ cái quyền lợi này là dành cho đất nước, cho nhân dân. Quý vị thấy có đúng hay không? Thương tôi hay không thương tôi, cái đó không quan trọng, cái đó là cảm xúc nhất thời. Nhưng cái việc tôi làm là tôi bảo vệ đất nước. Một cái vô lý vô cùng. Đi xuống đường có cả ekip, có cả truyền thông của các ông YouTube. Bây giờ tôi nói á, những cái người mà tạo ra những cái hình ảnh đẩy ông Linh Tuệ này lên nè, cơ quan pháp luật phải xử lý nghiêm. Không có những người này xử lý nghiêm á thì không thể nào mà lôi kéo được. Và tôi nói thật với quý vị, hiệu ứng đám đông nó rõ lắm. Ở đâu ra một lúc mấy ngàn người hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng không hiếu kỳ đến cái mức độ mà ra một lúc mấy ngàn người. Phải có một tổ chức đằng sau đã thuê người, nó giật dây, thậm chí là nó cho tiền công nhân mỗi đứa 300.000 xuống đường. Trời đất ơi, tôi từng biết nhiều chuyện như vậy. Dữ cho nên vậy? Mình phải suy nghĩ, mình phải động não. 300.000. Tôi đụng vào cái trận này đó bằng nhiều trận cộng lại ra cái trận này. Chứ tôi không coi giỡn hầm, bởi vì sao? Vì đất nước của tôi, vì nhân dân của tôi phải nói. Tôi chỉ rõ cho quý vị thấy không? Sau những tất cả thuyết âm mưu cũng là tiền từ thiện. Có đúng vậy không quý vị? Không có tiền lấy đâu mà để tôi tồn tại cả một ekip. Quý vị thấy không? Đốt chứng minh nhân dân rồi xong rồi nói mọi người bỏ hết đi, đi tu đi, rồi thêm một cái nữa là sống 10 năm ai cũng chết hết đó. Đưa clip lên. Thằng cu Tuệ này nó nói là ai cũng sống có 10 năm nữa rồi. Quý vị nghe cái này nó xuống hôi hán luôn, phải không đó nha. Cái lời phát biểu này là đi vào lòng đất nè. Thấy không? Đưa lên. Một người có ăn có học có hiểu biết mà phát biểu vậy nè, quý vị nghe nè. Mà Nguyễn Mưa Hằng nói tao không bệnh mày. Tao nghe tao mê, tao không bệnh. Chủ biết tao cũng mê luôn. Còn uy tín quá. Chứ tiêu máy luôn, mới mua cái máy đó. Mấy thằng đi tốt này xuống chợ gạo quay tao. Tiêu luôn á. Tôi nói quý vị nghe nè. Em số 1 luôn á. Cô mày nói thứ nhất á, tôi không muốn quất. Đại kêu tôi quốc, tôi kêu bằng sư, tôi kêu bằng thầy, không chịu tôi kêu bằng thằng. Đúng chưa? Thứ hai nữa đó là nhớ cho kỹ, nó mang về cho gạo kiếm cô nghe. Giáo nào mà chính nó tự nhận nó là người đang đi học tu, nó không phải là thầy tu mà nó đang đi học tu mà tuổi đời nó nhỏ hơn tôi. Tôi kêu nó thằng cu Tuệ là bình thường. Còn ai thần tượng nó cứ thần tượng, đừng vì rẻ đó mà đi chửi tôi vô lý. Tức quá tức. Đúng không quý vị? Đó, cho nên tôi nói quý vị nghe nè. Phải 15 tuổi đâu không? Ngon lắm á. Người ta chọn Đại Nam. Tại vì tôi nói gì đi tù. Người ta nghĩ rằng là tôi đi tù tội 331. Tôi sẽ cay đắng, tôi sẽ căm hận lắm. Thứ nhất, mà sâu vô được tôi á là sẽ có tiền hỗ trợ. Cũng như cái đám mà Diệp Tân á, nó từng đi quyên góp đầu này đầu kia để mà nó làm một cái tổ chức mắc ói. Quý vị biết không, tôi đi vô trong An Phước có nhiều người đi tù vì thằng Đàm Minh Quân. Nó gạt người ta trắng trợn, đến người ta đi tù vì lương tháng chứ phải tù nhân lương tâm. Hứa hẹn nào là đi Mỹ, nào là bảo lãnh. Vừa rồi nè, ông Thích Minh Tránh nè, vừa lên cái clip sẽ bảo lãnh thằng cô Tuệ đi qua Mỹ tu. Mạnh chưa quý vị? Mạnh chưa? Không có một miếng giá trị nào mà cái tỉnh thế giới không quan tâm vô là cái gì vậy? Mà nó là ai mà phải bảo lãnh nó qua Mỹ tu? Đúng không quý vị? Đây là một thuyết âm mưu, tôi khẳng định với quý vị. Đây là một thuyết âm mưu. Mà bây giờ muốn đánh cái bằng ra đó, quất cái bằng ra đó, thì tại sao kê tiền ra? Kêu gọi tiền để làm gì?
phục vụ cho cái gì, đạo gì, ai về phía ngoại luôn. Quý vị nghe tôi nói đúng không? Phục vụ cho cái đạo gì, quyên góp tiền từ thiện vì cái gì? Tại bên tao, tại bên tao, đúng không? Đó, thì bây giờ không có tiền, không ai đóng góp, sao kê minh bạch ra, tiền đâu nữa hoạt động? Các tổ chức hoạt động đó, nó đều có những cái quỹ gọi là quyên góp tiền để cho tụi nó đi hoạt động. Tại tao lát quay lên nè, nó rủ rê người này, nó dụ dỗ người kia, cho nên tôi nói tôi quất là không trượt. Bây giờ làm nổi cũng đi ra đi, tao cũng quất. Và thêm một cái nữa đó là mọi người cứ đi kiếm cái bà dịch tân nó giùm tôi đi. Bà không, nếu tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn nếu kiếm bà được dịch tân đó chạy ra, đúng không? Và bây giờ bà đang ở đâu, ở đâu có gì thế, ở đâu cả đất nước này chứ không ra bà. Nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ, đúng không quý vị? Đây là một câu trả lời. Cho nên khi mà thằng Hoàng Duy Hùng nó lên á, quá giận luôn, nó đưa mọi người vào một hướng khác. Tôi đi du không, tôi đưa bạn tôi vô thế mạng, tôi đâu có phải là cái loại mà khùng dữ vậy, đúng không? Rồi sau đó đó là ai mà đụng tới ông Minh Tuệ á là tôi sẽ là người đầu tiên. Bữa nay nó không có nha, tôi ở tôn giáo, tôi là bên Chúa, tôi không có liên quan tới Phật. Thơm quá. Hả? Chơi với mấy thằng này chơi được không quý vị? Chơi được không? Chơi chạy lực bắt, đó là gọi là lực bắt một cái rõ này. Hôm nay mới đó tôi bảo vệ anh, ngày mai anh chết kìa mẹ anh. Quý vị nhìn cho rõ đi. Quý vị đừng tin tôi làm. Và quý vị đừng nhìn tin thằng Hùng, mà quý vị hay nhìn thằng Hoàng Duy Hùng cho kỹ những gì nó làm đất nước này, nhân dân này, đúng không? Một con người mà lên ăn nói tráo trở như vậy, tôi nói hồi sáng đó, tôi nói á, nói vợ chồng tôi á, cho dù không nói vợ chồng tôi mà nói qua một vợ chồng khác đi thì không thể nào nói là cái miệng người ta để nghe lũ đít nói. Quý vị nghe cái câu nào mất đạo đức hơn? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Quý vị nghĩ đi, dù là không nói tôi hay nói bất cứ một người nào thì cái lời nói nó quá là mất đạo đức. Tại sao cái miệng người ta để nghe hậu môn nó để chợ đầy ỉa ra mà ăn? Một người luật sư, một người gọi là tự xưng mình là thế này, nhưng cuối cùng mày chỉ là thằng hùng bơm thôi, đúng không? Ôm bơm đánh phá vô rồi lôi tôi ra nói những cái điều gọi là xúc phạm nhân phẩm tôi, thậm tệ và đòi tự tôi luôn. Mày thấy không?